Hi, chào mừng cô chú anh chị đã đến video tiếp theo của em, nơi cho bé Lượng thường bán bánh nha mọi người. Em cũng lên để cập nhật thông tin về bé Lượng cho mọi người biết nha mọi người. Giờ bé đang bán hết bánh, mọi người đang ngồi chơi với mấy chú YouTube, mọi người đến để xem, hỏi xem thông tin thăm về bé nha mọi người. Con có nghĩ là nó sẽ hành trình sẽ dài và cực lắm không? Dạ. Con nghĩ sẽ không cần. Bởi vì hầu như là khi giúp được một ai đó là con tràn đầy sức sống, con không có cảm thấy mệt. Là con định có một kênh YouTube để con đi giúp những hoàn cảnh khó khăn. Con quay hoàn cảnh đúng không? Quay hoàn cảnh như vậy đời sống của con. Hỏi con là con quay gì? Con làm về hai chủ đề đời sống và cả là giúp đỡ. Con muốn quay với bán giống như con rồi gặp những bạn với lại quảng bá cho con nữa quảng bá cho con nữa. Như là sau này mình làm YouTube vậy mình có còn là bán bánh sao mè không con? Dạ còn. con là tên tên gì? Bé Lượng bánh sao mè hả? Chơi tên gì chia sẻ cho quý biết hả? Cậu bé bánh mè. Cậu bé bánh mè. Dạ. Cậu bé bán bánh mè. Cậu bé bánh mè gọi tắt. Dạ. Cậu bé bánh mè. Hay đó. Gọi tắt mà nó gắn liền với tên tuổi con đó, giờ cô chú biết cái tên. Làm con ra là chú nghĩ là phát triển lắm á. Nhanh lắm. Ăn đứt mấy chú luôn. Không, cái đó cũng là động lực để mình hành trình mình đi sắp tới. Dạ. Kiểu như là mình phải tự tin về mình nè, có cái ý chí vươn lên để phấn đấu không ngại này kia. Dạ. Chứ mình nghĩ nó dài, nghĩ nó nhiều, nghĩ nó lâu thì mình làm sẽ bị dễ bị nản lắm. Dạ. Mà con làm YouTube đó thì ai sẽ là người hỗ trợ cho con? Chú ảnh thật được tốt, thấy chú ảnh thật xà rồi. Chú ảnh thật như là là con cũng có sắp xếp rồi đúng không? Cho nên mới chung chung sẽ hỗ trợ con những ngày đầu và những ngày sau con sẽ tự lập. Những ngày đầu là gọi thời gian đầu đúng không? Là con cũng có sắp xếp rồi đúng không? Cho nên mới chung chung sẽ hỗ trợ con những ngày đầu và những ngày sau con sẽ tự lập. Những ngày đầu là gọi thời gian đầu đúng không? Thì chắc có lẽ là con sẽ bắt đầu clip mình bằng chú. Hay nghĩ là con nên quay ba con trước á, cuộc sống hàng ngày của ba con, hành trình làm bánh như thế nào. Dạ. Để cho khán giả hiểu nhiều hơn. Mà sắp bốn con làm gì? Cái này cái chú ý đang thấy con cái này mà đó thấy không? Đó trên cây đó, trên cái chỗ gốc cây đó Lượng. Dạ, đó, đó trên gốc trên cây người ta đang nhìn. Dạ, đó. Đây dạ. Dạ đúng rồi, dưới này trời mưa mới nãy trời nó lớn. Nó cũng lớn nhưng mà mưa ngắn. Thử ra ở trong cái bụi cây gốc cây chứ. Trời mưa núp vô gốc cây là không an toàn đâu nghe con. Chết rồi. Không có, thà là vô trung trọng chứ mà đứng ngay cây cục điện là sai luôn á. Sai toàn tập. Thà lấy luôn. Nó xù lên tí thôi. Rồi đó con tóc con khỏi gần chú keo luôn á. Dép đâu rồi? Nhấp con hồi đó. Cảm giác hơi chán, anh chị đi vô làm rồi con biết làm cái gì ra đây. Còn chú nè, chú làm về giờ đây thời gian. Thì chú quý chú Nghĩa lại chơi với con dắt chú quý chú Nghĩa đi tham quan công viên rồi nha. Con không biết dắt đâu. Con rành hết giờ con đi hết công viên không này chưa? Ủa vậy sao bữa giờ hỏi cho nè. Con mới đi vô tới trong đó. Hay tí nữa mình đi khám phá luôn nha. Động đâu, có tí mà tới kia hết rồi mà. Có tí rồi cô chú, nó gặm tầm 500 mét, dài cũng có 1 cây rồi. Chứ đâu có nhiều, nó không có. Trời, nó có 1 cây là bao nhiêu? Đúng rồi, nó có 1 cây chứ đâu có lớn đâu cô chú. Được. Dạ. Chú biết là hồi con có bạn nữa không? Có bạn. Có người lại chơi con. Có không? Con nghĩ lại sẽ lại chơi với con không?
suy nghĩ hết chưa? Con chứ có thể bật mí cho con được không? Thôi bật mí thì con biết thì sao? Không, để cái con suy nghĩ. Sáng giờ ai vào chưa gặp chú Quốc. Đâu chứ chú Quốc gặp rồi. Không phải, nói chung là không phải. Để suy nghĩ tí nữa. Hai ta. Rối não chưa? Không, không con thấy chứ trời, con đâu có quen ai ở đây đâu. Không có quen thì không có, như coi chú nó giỡn. Hai ta. Ủa ai ta? Con đâu có quen ai đâu. Sáng giờ ai con chưa gặp? Cô Thảo hả? Gần như là vậy, gần như chú. Chồng của cô Thảo đúng không? Ai đúng rồi, chú cá. Đúng chú cá kỳ đúng không Lượng ha?